Các bác và anh em thân mến, xuân sắp đến, Tết sắp về. Vì khi xuân đến và Tết về thì người người nhà nhà ai cũng muốn mua cho một cho mình một sản phẩm gì đó để về trước bài ngày Tết, như là bàn ghế hay tivi tủ lạnh. Đặc biệt những bác con thân về âm thanh để sẽ mua sắm cho riêng mình, sở thích về bộ âm thanh cũng như chúng ta đây. Chơi âm thanh nhá là một trong giải pháp hiệu quả nhất và có thể nói tuyệt vời nhất. Chi phí thấp nhưng mà cái giá trị sử dụng lại cao. Khi mua âm thanh về thì không ngoài mình sở ra thì cho cả gia đình và bạn bè. Thì trong buổi sáng ngày nay anh viết lên một số hình viết vào đồ nhá. Hồ cập là 4720A, sản xuất tại Mỹ, trong Mỹ, 3410, thép cối, đồng bộ hệ thống bơ tinh, chảy cao cấp. Bốn cây, trai dùng 2 cây, vang số VF, ca cho em bộ đồ, nâng tiếng quản lý nguồn và micro cấp. Thì với bộ dàn này, bác phải chơi được đa năng các dòng nhạc, từ nhạc du dương, nhạc trữ tình, nhạc không lời, quan họ, bolero, tuyệt vời em nhé. Ngoài ra chơi dòng nhạc mạnh như loạt tốt, remix, disco. Thì ngoài yếu tố nghe nhạc ra, dòng loa này thì loa hát thì hết điểm. Bỏ tép to, lời rộng thôi nhá, rất là hay luôn. Bao phòng từ 20 đến 50-60 vuông, đủ về lời, đủ về lực của anh bác. Không cần xúc này mà nhá, để xúc. Lần thực hiện khi đưa ra chính là 4760A. Và các cùng nghe nhé. Đầu năm ra tới chốn đông qua, lâu lắm đôi ta chưa gặp một lần. Tiền thu dẫn về em ghé thăm anh, cho lòng nhà bớt băng khoan, chúc nhau mấy ngày xuân hiền lành. Niềm vui nên khóe mắt ngứa đôi, chỉ những gian lao chưa cả nụ cười. Cuộc đời dẫu gần hay cách xa xôi, câu thề vẫn đã trên môi, xin được tặng vào xuân tròn lại. Thời gian gần nhau chẳng có bao lâu, tình riêng đôi trao được mấy mươi câu. Lắng xuân ta vui đầu, ngắm xuân ta cần cầu, cầu bóng ngày xuất trở đi mau. Nàng xuân yêu duyên giữa chúng ta, ngắt mấy bông hoa trong tận rừng già.
tặng làng tây quà năm mới phương xa, khi tình gặp gỡ thiết tha, khi từng phút mùa xuân đậm đà. Một cặp loa 47 hàng sau an vua đất bao nhiêu đồng bộ trong cao cấp đẩy sâu tốt vang số Figaro. Tổng bộ này có trị giá 72 triệu một cặp loa 47 hàng sau an. Niềm vui nên khóe mắt nước đôi, chỉ những gian nao chưa cả nụ cười. Cuộc đời dẫu gần hay cách xa xôi, câu thề bằng đá trên phôi xin được khắc vào son tròn lại. Thời gian gặp nhau chẳng có bao lâu, tình duyên đòi trao được mấy mươi câu. Lắng xuân ta gối đầu, ngắm xuân ta phật cầu, cầu bóng ngày xuân chớ đi bao. Làn xuân yêu tiến giữa chúng ta, ngắt mấy bông hoa trong tận rừng già. Tặng làn thay quà lắm mới phương xa, khi tình gặp gỡ thiết tha, khi từng phút mùa xuân đậm đà. Tặng làn thay quà lắm mới phương xa, khi tình gặp gỡ thiết tha, khi từng phút mùa xuân đậm đà. Thì với những bộ câu hình này nhá, anh em vừa chơi được mạnh mẽ, vừa chơi được du dương, vừa chơi được trữ tình, thì trong hình này anh Nguyễn lắp một đôi loa 4726A của dòng loa bass 40 nhá, từ 2-100. Và tép của nó ấy, tép của nó to như cái lồng cơm điện nhá, gọi là loa vua rồi. Con này có trị giá 4-5 triệu, đẹp xuất sắc nhá. Anh Nguyễn ghép đồng bộ bộ đẩy cao cấp này, cái bộ này 27 triệu nhá. Thì bộ này 72 triệu cho cái súp, loa là 45, ngòi là 27. Còn các bác muốn chơi súp đâu nhá, em đang ghép để 4 kênh, đang dùng 2 kênh. Đấy, tất cả này mới cứng ngựa nhập khẩu nhá. Mua lẻ được mà mua cả bộ nhá. Mọi tiền mua sắm phối ghép liên hệ với em, số máy 0936 583 10. Anh cứ chào bác nhá. Và cảm ơn bác xem video này.